con không giỏi tiếng Bali khi đọc tiếng Bali được nhưng con vẫn không được nhất tâm như đọc dịch sang tiếng Việt con thấy chữ tăng mỗi lần quy y hay đọc tiếng Bali con đọc theo nhưng con đọc theo thôi chứ không như mình đọc tiếng Việt vậy khi lễ tam bảo đọc kinh ở nhà con đọc tiếng Việt không đọc Bali được không cái quan trọng là quý vị có hiểu hay không chứ không phải quý vị đọc bằng ngôn ngữ gì kháng kinh giả minh phật chi lý lễ phật giả kính phật chi đức đọc kinh thì phải hiểu nghĩa kinh quý vị đọc bằng bất kỳ ngôn ngữ gì cũng vậy thôi à, ngay cả những vị học bali khi mà tụng bali thì cũng phải hiểu ý nghĩa cái lời mình nói ra chứ không thôi thì nó cũng không khác mình tụng chú thuật là cái gì nha cái nhất tâm ở đây đó là mình phải hiểu suy tư về lời nghĩa của bài kinh chứ không phải là quý vị trụ vào ở trong đó y như là quý vị đang tụng chú nhớ dùm nha kinh mình đọc mình hiểu nó mới phát sinh trí tuệ ừ. nhắc cái chỗ nhất tâm á ở đây mình phải hiểu, mình phải hiểu là không có tập trung cái gì thì mình tại sao mình không tập trung tại vì mình đọc tiếng việt mình thuộc nó rồi mình thuộc mình đọc nó nhừng mình tập trung nhiều cái tập trung vô còn khi mình đọc bali nọ cái chữ bali mình lo mình ngồi mình đấu phó mình nhìn mình chưa biết chữ đó là chữ gì nữa mình ra cái cái tâm nó bị sao lãng đi chứ có gì đâu chứ không phải là do bali mình không tập trung được hay là tiếng việt mình tập trung được do mà mà cái cái chữ bali nó nó khó mình nhìn vô mình còn phải nhớ ra chữ đó chữ gì à, nó sao lãng nó làm cho mình phân tâm ra chứ đâu phải là là tiếng việt mình mới tập trung được mình tiếng việt tại mình đọc quá mình đọc mình cứ đọc thôi mình đọc đâu cần phải phân cái tâm ra để dự dụng trong cái chuyện mà mình mình phân tách từ còn câu bali nó mình không gành cho nên thì khi nào mình học bali rành á thì mình đọc mình không có bị sao lãng nữa vậy thôi tại mình chưa rành bali trong cái chữ đó trong cái câu kinh đó mình ngồi mình còn phải cãi cãi ra để mình nhớ nó nữa thì mình sẽ bị sao lãng mình nó không biết tâm được thôi chứ có gì đâu